Từ khi thu hoạch lúa vụ đông xuân năm 2023-2024 đến nay, đã gần 3 tháng, nhưng nhiều nông dân ở huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai vẫn chưa thể gieo sạ tiếp. Các loại cá trồng cạn như bắp, sả, nhầu ở khu vực này cũng trong tình trạng héo úa. Khô hạn kéo dài khiến nguồn nước ngọt dự trữ ở các kênh mương nhỏ cạn kiệt. Còn tại cửa sông, nước mặn cũng xâm nhập sâu nên cũng không thể bơm tưới cho cây trồng. Năm nay do là nắng nóng nên là hiện mặn là xâm nhập sâu hơn. Ở cái khu mà công ty quản lý thì coi như là nó đã duy trì cái độ mặn này là coi như là từ cuối tháng, coi như là đầu tháng 2 đến nay. Hiện nay chưa có giảm. Không thể để đất trống trong thời gian dài, ông Lộc đã quyết định chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng mía và sả. Dù cũng chịu ảnh hưởng của khô hạn, nhưng cây mía và cây sả có khả năng chống chịu cao hơn cây lúa. Thực tế, từ khi chuyển đổi cây trồng đến nay, ông Lộc đã thu hoạch được một vụ sả, hiệu quả thì cao hơn hạng lúa. Còn cây mía cũng đang sinh trưởng phát triển rất tốt. Thì thấy nó nắng mà nó lên cũng được, có hai tháng mấy mà nó bự vậy đó, anh thấy nó bự đó. Thời điểm hiện tại thì cũng có rất là nhiều chỗ là kênh cạn, bà con đi lại khó khăn. Cho nên ở cái vụ đông xuân này thì trong cái hệ thống gần như là chỉ có cây màu thôi. Hiện tại, độ mặn ở cống ngang mạng Phúc Lý, huyện Nhân Trạch là 6 phần ngàn, tại cống Ông Kèo là 12 phần ngàn. Trong khi đó, sức chống chịu của phần lớn cây nông nghiệp là dưới 2 phần ngàn. Vì vậy, chuyển đổi cây trồng theo hướng ít sử dụng nguồn nước tưới đang là giải pháp được nhiều địa phương thực hiện để thích ứng với khô hạn.